Cuối cùng hai ta đã tìm được chỗ ẩn nấp của những Shikibi đi to lất. Tại nơi đó, ngươi đã không tiêu diệt hết những Kamezaman và đầu loa, và Shibikoman đã theo phe kia rồi. Tại sao phải là tại ta? Tại bọn ngươi không phụ giúp ta còn nói nữa à? Tại ngươi chứ ai để Shibikoman lọt vào tay của bọn chúng mất rồi, đồ ngu dốt. Mày làm thủ lĩnh của bọn tao hơi lâu rồi đấy. Mày dám nói với tao như thế hả, thằng khốn? Tới ngày chết của mày rồi đó. Tao bắn mày đây, vĩnh biệt nha. Bọn bay đang làm cái gì thế? Bây giờ còn không nghĩ cách để Shibikoman về đội ta à? Biến hết đi. Bị hết phát hiện rồi chạy thôi. Cảm ơn ông đã cứu tôi. Không có gì đâu. Hai bọn bay dám nghe lén bọn tao nói à? Tới số bọn bay hết rồi. Hai anh em ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vĩnh biệt nhé. Mọi người đã nắm rõ tình hình chưa? Hai người đó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chuẩn bị đánh bại hết CKBD to lớn thôi nào mọi người ơi. Chạy mau, có một CKBD to lớn mới. Một đứa. Ấy ra, đứa nào bắn tao vậy? Mày dám chém đồng đội tao à? Xứng đáng bị tiêu diệt. Hello mấy anh bạn nha, tôi là một Shikibidi to lớn mới, hân hạnh mời các bạn đi lên thiên đường nhé. Ánh sáng siêu mạnh của TV Woman. Chóng mặt quá, tôi không thấy rõ. Đồng đội của ngươi bị tiêu diệt hết rồi, bây giờ là tới người đó, chết đi. Thằng nào nghe nhạc vậy? Nhạc hay quá đi thôi, nhảy bài hát này hợp quá. Ánh sáng gì vậy? Chói mắt quá đi thôi, sợ quá sợ quá. Bạn làm tốt lắm đấy, bây giờ là tới tôi. Mày hãy chết đi, lưỡi dao sắc bén. Đau quá, tao đã không thấy đường rồi. Cho leo lên người đánh mày xíu nha. Đừng rút chốt bồn cầu tao. Bạn có sao không? Để mình đỡ bạn dậy. Mình chỉ hơi chóng mặt thôi. Quẩy lên đi anh em ơi, chiến đấu thành công rồi. Anh bạn ơi, quẩy nhiệt tình lên. Ốc anh bạn. Cậu ơi hãy tỉnh lại đi. Tôi đang ở đâu vậy? Có Shikibidi to lớn kìa mọi người ơi, chơi ném bóng đi. Sao còn Shikibidi to lớn lại tự chết vậy? Hello mấy anh trai nha, bọn tôi tới để tiếp đón mấy anh lên thiên đường nha. Còn tôi nữa nè mấy anh trai. Đám khói đen của TV Man tới các bạn ơi. Ha ha ha, không phải TV Man đâu mà ta là tiến sĩ Shikibidi to lớn. Loa siêu to của TV Man và Shibikoman. Ây da, đau đầu quá đi. Hai Kamezaman đừng chết mà.
hôm nay là ngày tàn của các ngươi. Vĩnh biệt nhé. Bắn bọn Shikibi đi to lất thôi nào. Mày dám bắn đồng đội tao hết à? Tao bắn mày lại đây. Ây da, sao tôi không thấy đường vậy? Cứu tôi với. Mày đừng hòng chạy với tao, chết đi. Tiếp theo là tới mày đó. Mày còn nhìn tao à? Chết đi. Đứa nào bắn tao vậy? Là bọn tao đấy. Đừng hòng giết bạn tao. Còn bây giờ thì tới tao đánh mày. Chết đi. Đỡ tôi dậy với. Tự mà đứng đi. Đi đâu vậy mấy anh trai? Đi tiêu diệt bọn tôi à? Tôi tiêu diệt mấy anh bạn trước nhé. Này thì đi này. Anh em đâu đi tiêu diệt hết chúng nó? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đứa nào phá đám vậy hả? Ây da, chẳng lẽ là Shikibi đi to lớn tốc độ hay sao? Tại sao lại đánh phe ta? Đau đầu quá. Là tao đây, chứ không phải là Shikibi đi to lớn tốc độ đâu. Bạn đánh hay quá. Ai chọi vậy? Mày không làm được gì hết, im mồm đi, vô dụng. Đánh hay lắm bạn ơi. Bọn mày hay lắm, dám đánh tao à? Mày đừng nói nhiều nữa, mày sao chết thân hình giống tao à? Ăn cắp, chết đi. Thả bom xuống nơi cư trú của những Kamezaman và Shibikaman thôi. Đứa nào bắn tao vậy? Bớt gáy lại đi nhé. Đi đánh những con Shikibi đi to lớn thôi nào anh em. Mày đừng hòng bắn tao. Tha cho mày đó. Anh em đâu tập hợp lại đây hết. Chuẩn bị đánh con Tatan Kamezaman và Shibikaman thôi nào anh em ơi. Bọn bay tiêu đời với bọn tao rồi. Mày đừng hòng mà gáy với hai bọn tao. Tao cho mày ăn đập bây giờ. Mấy người đi đâu vậy? Bye bye nhé cưng bọn anh đi trước đây. Thằng chó mày dám bỏ đi hả? Không có bọn nó tao cũng đánh hai bọn bay được. Tia laser siêu mạnh đây. Chả có hề làm đâu tao đâu. Shibikaman đánh nó sau lưng đi. Hai bọn bay được lắm. Mày nghe đi G-man. Điếc tài quá biến đi. Mày đừng hòng đánh tao G-man. Rút chốt bồn cầu mày nè. Sao mày không bị gì vậy?
Mày chết đi đồ xấu xa gở man. Cú đấm sấm sét. Mày làm tao hơi đau rồi đó. Mày đau hả? Tao cho mày đau thêm nè. Đây không phải là G-Man. Bọn bay chết hết đi. Tatan Kame Zaman xin đừng. Anh Tatan Kame Zaman còn sống không? Tạm biệt tất cả mọi người. Tiêu diệt hết bọn Kamehameha này mau. Xâm chiếm hết chỗ này thôi. Đừng hòng xâm chiếm chỗ này, ăn của Bazooka đi. Kamehameha Helicopter tới đây. Đừng hòng chạy. Bắn đỉnh phết đấy anh bạn. Cảm ơn nha. Thông báo, tên G-Man và tiến sĩ đã tiêu diệt Tatan Kamehameha và Cybercoman 1. Thôi xong rồi. Những con chó này dám đánh đồng minh của chúng ta. Đi đánh hết những con chó này thôi. Con chó này tao không sợ mày nữa đâu, chết đi. Im mồm đi. Bọn bay được lắm. Bọn bay dám đánh hết đồng đội tao à, tao giết hết bọn mày. Mày câm mồm lại mau. Xong việc rồi đấy. Đứng dậy đi anh bạn. Ha ha ha, tao sẽ đánh bại hết chúng mày vì bọn mày giết đồng đội tao. Đứa nào phá đám vậy? Ây da! Làm hay lắm anh bạn. Hay quá anh đẹp trai ơi. Làm tốt lắm người anh em. Tiếng gì vậy? CKBD to lất cảnh sát tới chạy mau. Mau chạy thôi. Chạy thôi. Vào nhanh lên Kamehameha. Mày không chạy kịp đâu. Nơi này là nơi nào vậy? Đây là trụ sở của những TV Man và TV Woman. Let's see.
Đó có phải là ánh sáng của Titan TV Man không?